Đấu phá thương khung phần 4 tập 14. Tẩm dược. Trên hành lang thoáng có chút rộng rãi, Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ra trước mặt người thanh niên kia. Nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, mang theo cỗ kình khí hùng hăng đánh mạnh vào người của thanh niên kia. Thân thể người thanh niên tái nhợt, tuy không bìu hán, bất quá thực lực cũng không kém. Trong khi Tiêu Viêm phát động tấn công, hắn đã kịp phát hiện khuôn mặt hiện lên một cỗ âm lãnh. Hai tay giao nhau, đấu khí trong cơ thể hùng hãn bạo phát ra, trong nháy mắt hình thành đấu khí xạ ý. Mặc dù không kịp phòng ngự, nhưng mà thanh niên kia đối với thực lực của mình rất là tự tin. Hơn nữa khuôn mặt của Tiêu Viêm thì còn rất trẻ, hắn tin tưởng rằng lực công kích của đối phương không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Tiểu tạp chúng, hôm nay cho dù là có nhã phi che chở người thì cũng đừng mong ra khỏi phòng đấu giá này. Trong chốc lát đánh giá, trong lòng thanh niên hiện lên một tia sát ý. Song ý niệm còn chưa hạ xuống thì nắm tay chứa kinh khí áp bức chân thật đánh thẳng vào người. Nhất thời vang lên một tiếng rắc rất nhỏ, người thanh niên sắc mặt cuồng biến, một ngụm máu tươi trong yết hầu không kịp được phun ra, thân hình cũng bị kinh khí mạnh mẽ đánh văng vào góc tường. Lập tức một ngụm máu lửa lại phun ra, thân thể không ngừng co quắp lại. Tại một khắc thanh niên hộc máu, nhã phi vừa xoay người, tiếng kêu cẩn thận vừa thốt lên thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, gương mặt nhất thời bị một mảnh kinh ngạc bao trùm. Tới lúc này mấy tên thủ hạ ở bên cạnh thanh niên kia mới phục hồi lại tinh thần, nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm, khuôn mặt cả kính chợt giận dữ quật quanh Tiêu Viêm lại. Lui ra cho ta! Nhã phi đang ở trên thang lầu, nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ rốt cuộc không thể nhịn được bộc phát ra, mắt trừng lên quát. Nghe được tiếng quát của nhã phi, vài tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chừ. Chủ tử bọn họ dám đắc tội với nhã phi nhưng bọn họ không dám có can đảm này. Các ngươi còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ còn xuất hiện trong phòng đấu giá. Mặc dù các ngươi không phải thủ hạ của ta, nhưng mà ta nghĩ bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ một vài tên cặn bã không phải là quá mức khó khăn. Nhã phi lạnh như băng đảo một cái lộ ra phong thái uy nghiêm. Nhìn nhã phi mặt cười hàm chứa sát khí, khuôn mặt mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lùi xuống, mang theo chủ tử các người lăn trở về. Ngón tay chỉ hướng cửa cầu thang, nhã phi lạnh lùng nói: được lắm nhã phi, người sinh nhiên trợ giúp ngoại nhân, người đợi đấy. Được kẻ dưới lưng dây, thanh liên bước chân có chút lảo đảo, chùi đi vết máu trên mép, giận dữ nhìn nhã phi, rồi ánh mắt âm lãnh cắt gao chuyển hướng sang Tiêu Viêm, hô hấp dồn dập nói: được, được lắm, tiểu tạp chủng có gan chờ ta xem. Sau khi ngoan độc đe dọa, thanh niên hung hăng tát một phát tên bên cạnh, cả giận nói: ngu xuẩn, đi! Đứng tại thang lầu, Tiêu Viêm còn mắt híp lại quan sát mấy tên hộ vệ lừng đỡ thanh niên ở dưới chậm rãi đi ra, nắm tay trong ống tay áo buông xuống có chút mở ra, ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay bốc lên. Đối với người như thế còn có thể lương tay làm thịt luôn không phải tốt hơn sao? Miễn cho từ nay về sau khỏi bị đau đầu, nghiêng người dựa vào thang lầu, Hải Bạch Đồng lãnh đạm cười nói: lời này dù sao cũng là địa bàn của người khác. Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu nhìn nhã phi nhún vai nói: thật có lỗi, có chút sức đóng, bất quá tâm địa tiên kia quả thật là rất xấu. Lắc lắc đầu, nhã phi khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói: ta nghĩ hôm nào đó chúng ta bàn lại sự tình này, tên kia sau khi trở về khẳng định sẽ hướng ông nội hắn khóc lóc tố cáo, đến lúc đó lão giả cực kỳ bao che con cháu kia nhất định sẽ tìm đến người mà gây phiền hà đó. Không liên quan, Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười nói: chúng ta cần một ít đồ vật, bây giờ nói đi, còn cái phiền toái kia để chúng ta tự mình xử lý. Ôi giời, cái tên quật cường, quên đi, đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi. Nhưng mà lão gia hỏa kia luôn luôn mục hạ vô nhân, có lẽ ngay cả ta còn bị hắn quát lại không chừng. Nói xong khẽ gật đầu, nhã phi xoay người bước lên trên lầu, tại chỗ rét để lại cho ánh bóng lưng động lòng người. Cùng Hải và Đông hai mắt nhìn nhau, một mạch đi theo nhã phi phía trên, một đường đi theo nhã phi lên trên mấy lầu, cuối cùng cũng ngừng lại trước một cánh cửa lớn. Xem bộ dáng của làng, hiển nhiên đây là nơi thường lui tới. Bên cạnh cánh cửa đứng vài tên thủ vệ, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn hai người Tiêu Viêm đầy nghi hoặc nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở, y như là cọc gỗ đứng đó. Đẩy cửa phòng lộ ra căn phòng rộng lớn, bên trong dựng đứng từng hàng sách giá chỉnh tề, trên đó để dày đặc đủ loại sách. Nhã phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc, xoay người lại mỉm cười nhìn Tiêu Viêm hai người, chỉ vào một cái ghế dựa rồi nói: ngồi đi, bây giờ có thể nói rồi, đến tối cùng là có chuyện gì chứ? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm thuận tay lấy một cái ghế ngồi xuống, thoáng trầm ngâm một chút, bỗng nhìn chằm chằm nhã phi nói: lúc này có phải hay không ta gây cho tỷ phiền toái, xin lỗi. Ta biết ngươi là vì ta mới ra tay, không cần xin lỗi. Khoát tay áo, nhã phi khẽ giật giật ngồi xuống, đôi môi đỏ mọng mỉm cười nói: tên kia là Lôi Lạc, đúng là thành viên trong đặc thức gia tộc chúng ta, hơi có chút cường ngạnh, bình thường ta cũng không muốn đắc tội hắn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn không nhìn không thấy mà thôi. Có điều tên kia giống như là đối với ta còn có một ý niệm ác tâm trong đầu, ta không nhìn hắn ngược lại làm cho hắn thẹn quá hóa giận suốt ngày gây cho ta phiền phức. Ông nội hắn trong gia tộc là một trong các nguyên lão, lời nói cũng có chút trọng lượng, cho nên đối với tên da mặt dày đến cực điểm này ta thật là bất đắc dĩ. Nhã phi vuốt qua mái tóc xanh bên trên trán có chút mệt mỏi nói:
Xem ra tên thanh niên lôi lạc kia đúng là cấp cho làng rất nhiều phiền toái. Tỷ biết đối với người như thế thì càng như vậy hắn càng được thể làm tới. Tiêu Viêm lắc đầu nói, ha ha, ta tự nhiên là biết, nhưng mà ngươi chẳng qua xem trọng lòng dạ ta quá. Ta là một nữ nhân, thế nào lại có được lòng dạ cái loại này? Thánh nhân sao? Ta bây giờ thật ra không muốn đụng tới hắn, nhưng có một ngày ta có cơ hội cầm quyền, người này sẽ là người đầu tiên ta đạp ra. Cái loại rác rưởi này đến lúc đó ta trả thù sẽ cho hắn cảm giác được không nên sinh ra trên đời. Ngươi cần phải biết, đàn bà vĩnh viễn là sinh vật mang đầy thù hận. Nếu không làm sao có câu tối độc phụ nhân tâm? Phi thản nhiên cười nói, bây giờ chính làng mới biểu lộ ra dã tâm của cường thế. Nghe được lời này của Nhã Phi, Tiêu Viêm cùng với Hải Bà Đông trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới một nữ nhân cực kỳ nhu hòa như thế nhưng lại tồn tại như vậy khả năng ẩn nhẫn. Được rồi, đừng nói hắn nữa, rất là mất hứng. Lắc lắc đầu, Nhã Phi gương mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ dịu dàng như trước, mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, các ngươi cần vật gì nói ta nghe một chút, ta sẽ giúp các ngươi điều tra. Tiêu Viêm cười gật đầu, từ trong nhẫn hé ra tờ giấy màu trắng, mặt trên viết dược liệu chế luyện ra phục linh đan. Sau đó Hải và Đông đưa cho Nhã Phi cười nói, giúp ta nhìn xem tỷ thu thập được bao nhiêu dược tài ở mặt trên. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt xa lưu của Hải và Đông ý cười càng lúc càng đậm. Lúc Tiêu Viêm xuất ra tờ giấy trắng, hắn bông vào mắt sắc sảo nhìn quét qua một lần. Đây là cùng với dược liệu Tiêu Viêm hứa với hắn đồng dạng, cho hắn thấy Tiêu Viêm vì sự tình của hắn mà nghi tặc trong lòng. Ta chỉ biết không có việc gì, ngươi tuyệt đối không đến phòng đấu giá đại loại như này. Tiếp nhận tờ giấy trắng, Nhã Phi lắc đầu, chật cúi đầu nhìn sơ qua dược liệu trên tờ giấy. Trên gương mặt đang cười không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm nói, mấy cái dược liệu này hình như không phải là vật bình thường nha, trong đó có một ít ngay cả ta cũng chỉ nghe qua tên mà thôi. Đúng rồi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu nói, nơi này có khả năng thu thập mấy cái này chứ? Nghe vậy, Hải Bà Đông đôi mắt cũng chờ mong nhìn chằm chằm Nhã Phi đang trầm tư. Đây chính là sự tình trọng đại có quan hệ đến hắn, có hay không hồi phục được đỉnh thực lực. Tay lưng cầm trầm tư một lát, Nhã Phi lắc đầu, ấy lấy nói, thật có lỗi, muốn lấy về có lẽ là cực kỳ khó khăn. Dù sao mấy cái dược liệu này thật sự là quá mức quý trọng, mỗi một loại đặt ở trong thành thị chỉ ít nhất đấu giá là hơn 20 vạn, thậm chí là vô giá. Nhã Phi lời này nói xa, Hải Bà Đông nhất thở trầm mặc, mà Tiêu Viêm ở một bên khẽ khẽ thở dài một hơi. Trong lòng cũng biết đây là điều tất yếu, chưa hẳn là buồn bã. Đem về quả thật là có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một lửa dược tài ở trên hẳn là không có vấn đề. Nhã Phi trầm ngâm nói, một lửa cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn là cái gì cũng không có. Tiêu Viêm gật đầu than thở. Nghe vậy, Nhã Phi khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra nét cười nhu hòa nói, dựa theo ta nhớ, chúng ta đặc thức phòng đấu giá có thể xuất ra 4 loại dược liệu, mà trong đó mỗi một phần giá cả đều từ 25 vạn trở lên. 4 loại dược liệu này sợ rằng tổng cộng phải trên 100 vạn kim tệ. Tiêu Viêm đại đè, nhiều đó tiền người có thể xuất ra sao? Tiêu Viêm trừng lên, phe phải đầu, tự như là không thể. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này, khuôn mặt Nhã Phi phì cười đậm lên vài phần, cái ngón tay thon dài đàn chéo nhau làm như có chút tiếc hận nói, Tiêu Viêm đại đè, bây giờ cũng không phải là ở Ô Thản Thành, ở chỗ này thì cho dù có tâm giúp ngươi khả dĩ cũng không đủ lực, đã vượt qua quyền hạn quản lý của ta. Tiêu Viêm khuôn mặt xám xịt đầy biểu cảm nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ây, 100 vạn kim một tệ mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng mà tỷ thấy ngươi có một chỗ tự tin nha. Vừa lúc phòng đấu giá đặc thức gia tộc chúng ta đang cầm thù lãm một luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm đại đại có hứng thú thì có khả năng trả lỡ một viên nhị phẩm đan dược là có thể bán ra với cả giá trên trời rồi. Ta nghĩ với bổn sự của Tiêu Viêm đại đại thì chỉ cần xuất ra vài viên là vấn đề này giải quyết xong rồi. Nhã Phi đôi mắt hoa đào cong lên mang ý cười, y như là hồ ly tinh mê người. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh họ cho mình nhá. Cũng như là như em thấy quảng cáo đừng quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ phần 4 tập 15 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.